Maybe I'm blind, maybe I'm blind. Oh, I couldn't see you shine and shimmer right in front of my eyes, front of my eyes. Oh no, I thought I saw light, thought I saw light. Oh, it was a faded mirror, just a dim reflection. But you shine so much brighter. Oh, and honey, let me sing you a song, and listen to my words as they come out wrong. But don't run away this time. Honey, let me look in your eyes, and you open them one at a time. But don't look away this time. Open your mind, and let your beauty flow like wine. But please don't leave me outside, leave me outside, oh no. And honey, I'll try to hold you like the starry skies we lie beneath tonight. And you shine so much brighter. Oh, 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 oh. And honey, let me sing you a song, and listen to my words as they come out wrong. But don't run away this time. And honey, let me look in your eyes, and you open them one at a time. But don't look away this time. Sing you a song, and listen to my words as they come out wrong. But don't run away this time. Oh, and honey, let me look in your eyes. You open them one at a time. But listen to my words as they come out wrong. But don't run away this time. Hôm nay sẽ là ngày hôn lễ cho hai em nên vợ nên chồng. Chính vì lý do đó, ngay bây giờ chú rể Đan và cha mẹ đã mang lễ vật đến tư gia nhà gái để xin phép được làm lễ rước dâu. Xin mời đại diện đàn trai. Tôi là đại diện cho họ nhà trai. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng kính tiền tổ. Và chúng tôi xin chào ông bà Trần Siêu cũng như toàn thể quý vị nhà gái. Hôm nay, đúng như lời sướng ngôn viên vừa nói, thì là ngày lành tháng tốt. Chúng tôi nghĩ rằng là thật ra thì theo truyền thống tốt đẹp của gia tộc và dân tộc thì con cái đến tuổi trưởng thành họ đã tự đi học hỏi, tìm hiểu và xin phép cha mẹ để lo việc hôn nhân. Điều đó rất đúng với cái chức năng và nhiệm vụ của tuổi trẻ hôm nay. Vậy thì được phép của cha mẹ hai bên thì các cháu đã tìm hiểu và đi đến quyết định. Đấy là một quyết định của lý tưởng cao cả. Hôm nay cũng là một ngày lành tháng tốt. Chúng tôi xin mang chút lễ vật là một sinh lễ đến để xin phép ông bà
và khuôn viên của nhà gái để được đón cháu về kính thiên tổ và làm thăng tiến cuộc sống của gia đình hơn. Vậy thì lễ vật này chứng tỏ niềm vui mừng của tất cả hai họ, và đặc biệt là chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái cơ hội rất tốt để chúng ta dâng lên tiên tổ lòng biết ơn, vì nhờ tiên tổ mà các cháu đi theo con đường tốt đẹp này. Vậy xin ông bà và quan viên họ nhà gái nhận để tiến hành các công việc còn đang diễn tiến tốt đẹp. Chúng tôi xin ngừng lại đây để thời giờ không bị tốn. Xin chào. Xin mời đại diện gia đình nhà gái phát biểu. Tôi rất vinh dự cái ngày hôm nay là cái ngày đại vui của gia đình tôi mà được quý vị đến đầy đủ như thế này. Tôi rất là vinh dự và vui mừng, rất là vui mừng. Đây. Và tôi xin nhận lễ vật này. Đến đây xin xin phép cho họ nhà trai trình lễ vật cho nhỏ họ nhà gái. Của tụi con, ba má tặng cho tụi con 8.000 để làm vốn, để hy vọng 5 năm, 10 năm có thể biến thành 800.000 hoặc 800 triệu. Thank you.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Amen. Chứ không gây tai họa cho chồng. Nàng tìm kiếm len và vải gai, rồi vui vẻ ra tay làm việc. Nàng che tay vào quần kéo sợi và cầm chắc suốt chỉ trong tay. Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng. Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra. Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng do những việc nàng làm. Đó là lời Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc mọi điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em với tất cả sự khôn ngoan. Anh em hãy học hỏi và dũng mãnh lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, những khúc ca và những bài hát thiêng liêng cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em phải làm việc Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì người ban cho anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Xin mời. Nếu bà và anh chị em có bút mực, bà và anh chị em cũng biết ít ra một số nhân vật. Tuy nhiên, nhân vật chính vẫn là Trương Đen và Trần Ngọc Ruby ngay cái cover. Chúng ta mở vào tiếp đi. Ba trang sau này, có linh mục Vũ Tế, là tôi, có thầy Võ Tế, bệnh viện là thầy Tư, người cũng đã hướng dẫn cho Ruby. Trong thời gian học RCIA, học giáo lý dự tâm. Tuy nhiên có song thân chú rể, rồi có song thân cô dâu, rồi có chứng hôn, rồi có phù dâu phù rể, các đồng trinh vương. Nhưng mà về thân bằng quyến thuộc bạn cũng sai lầm thì nói chung chung, do đó cũng không biết tên của như thế nào. Ở đây đương nhiên có số người biết rồi, là song thân cô dâu phải là người Công giáo. Và vì thế bên này có người nào thân bằng quyến thuộc đâu, ở đâu xa không? Ở đâu xa tới không? Có ai tới không? Ở đâu vậy? Houston. Houston, không 4 tiếng đồng hồ. Xa lắm. Có ở đâu nữa không? Hả? Ở Úc hả? Ở đâu? Ở đâu? Ở Sydney hay Melbourne? Ở Sydney hả? Rồi cho người ở Úc một tràng pháo tay. Bên đó trời lạnh quá hay sao phải chạy qua bên này? Nó là một mùa đông. Rồi bên họ, bên nhà trai ở đâu nữa? Chicago. California. Miền Bắc hay miền Nam? Northern Southern California. Bắc San Jose hả? San Francisco. Còn ở đâu nữa không? Bên nhà trai.
Con người bên trung tâm biết rồi. Excuse me, we have some friends here, so how, what's your name and how you related to the couple? Sheila Jones, and this is my husband Bruce, and Ruby and I used to work together. Oh, geez, we work together. Thank you for coming. At the request of the couple, everything in the mass here will be converted only in Vietnamese to make the mass strong. They don't want to stay long in the church. They prepare for the reception this evening. So sorry, but I have to say more in Vietnamese than English. Now, cô dâu và chú rể, không biết là người ta nói là thường thường cô dâu chú rể đeo đuổi nhau, nhưng mà ở đây tôi thấy cô dâu chú rể đeo đuổi tôi, bởi vì tôi là thất tâm, đeo đuổi tôi từ thất tâm, đúng không? Đúng không? Nói là lúc đó là tháng mấy nhỉ? Lúc đó là tháng 2015. Năm 2015, lúc đó có biết là xuống đây chưa? Chưa biết. Chưa biết. Nhưng mà có nói rồi, xong rồi có nói là tôi xuống đây. Cha xuống đây con đi theo luôn. Quả thật. Con riêng theo đuổi tôi đến tháng này. Và đương nhiên Ruby cũng đã theo chương trình giáo lý tổng công nghệ khác. Tôi cũng xin vừa qua. Nào, học giáo lý chuẩn bị hôn nhân rồi. So you know what to do to make a happy life together, okay, right? Expand it. Huh? So I don't want to ask you again how to make you happy family life. Những đối với những người Công giáo khi mà muốn thành hôn, hay là ngay cả những người không Công giáo muốn thành hôn trong nhà thờ Công giáo thì cũng phải có cái lớp gọi là dự bị hôn nhân rất là ngắn gọn. Có hai tối thứ sáu và hai chủ nhật, hai tối thứ sáu và hai ngày thứ bảy, không có nhiều. Rồi đối với giáo phận Dallas này thì có gọi là focus inventory, qua đó để cặp mà sắp xem xét coi thử là trong bao nhiêu câu hỏi nhớ 150 câu hỏi, 150 câu hỏi đó không có đúng sai ở đây, chỉ có vấn đề là mình câu hỏi nào thích hợp với mình thôi. Hỏi về vấn đề yêu thương nhau như thế nào, cách giải quyết vấn đề tài chính ra sao, nuôi dạy con cái ra sao, để rồi sau đó mới thấy được cái mức độ hai người nó như thế nào trong cái thái độ, cái cách nhìn về cái lối sống nó tương tự như thế nào. Nếu như mà cách xa quá, ví dụ chẳng hạn như là một người mà thích tiêu tiền, một người là thích giữ tiền, thì cái những anh chị em trong giáo xứ, những cặp hôn phối đi trước, người ta ngồi lại với nhau và khuyên giải và làm sao cho nó cũng vừa mà balance tí. Một người làm $100, người cứ tiêu hết thì khó trong cuộc sống. Thì đó là những cái điều mà trong giáo hội Công giáo, đặc biệt trong giáo phận Dallas này yêu cầu để giúp cho đôi hôn bước vào trong đời sống hôn nhân. Nhưng mà cũng biết rồi nha, văn sĩ Mark Twain có nói như thế này: nếu như mà trong đời sống hôn nhân mà hai người cái gì cũng giống nhau hết thì một người không cần thiết. Một người không cần thiết. Cái gì cũng đồng ý hết. Thì có một người không cần thiết nữa. Đứa đứa có những sự khác biệt, chúng ta biết luôn luôn có những sự khác biệt. Trong thời kỳ trước hôn nhân cũng biết, sau đó cũng biết có những sự khác biệt với nhau. Về cách suy nghĩ, về nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta biết rồi, khi trong các bài học đó, cuối cùng ra là tình yêu là tất cả. Và tình yêu ở đây không phải là chỉ vấn đề là cảm xúc, đương nhiên một phần cảm xúc, nhưng mà nó không phải là tất cả. Bởi vì tình yêu cuối cùng ra là một cái sự quyết định, một cái ý chí, cho dẫu có những ngày mưa, ngày nắng, cho những ngày buồn khi làm việc ở sở về, bạn có thể nói là anh yêu em yêu anh, chứ không phải mặc cái lòng lì. Và đòi hỏi một ý chí, không phải chỉ là cảm xúc bình thường. Và dĩ nhiên Ruby và Dan đã học nhiều rồi về giáo lý dự bị hôn nhân rồi, và trong giáo lý dự tòng đã nói đến rồi, do đó cũng chẳng cần phải khuyên bảo gì nhiều.
Just do it. But just do it. Nói vậy thì nói, nhưng mà ở đây cũng nên nhắc nhở một chút. Cũng nên nhắc nhở một chút. Coi thử coi còn có những cái điều gì mà còn có thể ít ra là trong những giây phút cuối cùng trước khi trao đổi lời thề hứa với nhau. Tôi thấy rồi, và biết là yêu, yêu thương. Yêu thương này đòi hỏi cái sự hy sinh cho nhau. Theo giving love, yêu mà không có, có tự khiến cuộc đời của mình cho người khác, là cái yêu thương nó cái sự phù phiếm. Yêu thương phải trao cho nhau, hy sinh cho nhau, chứ không phải nghĩ vì mình, cái gì cũng cho mình hết. Phải nghĩ đến vợ con, đến chồng con. Có một cái quan trọng, chúng ta biết rồi, thời buổi này cái gì cũng text, cái gì cũng communication. Tôi tình cờ vừa rồi, ở đây không phải là tôi giới thiệu để mà mở cell phone ra coi đó. Nhưng mà tôi ở đây, tôi tình cờ vừa rồi đi ăn yogurt land. Thì cũng tình cờ thôi, tôi không ngờ là tôi sẽ dùng trong thánh lễ này. Đây là hình hai vợ chồng yogurt land, hai vợ chồng sao ngồi đối diện nhau vậy, vừa ăn yogurt vừa coi riêng. Daily communication là như vậy. Cái này không có được, không có được. Hai ông bà cứ nhìn cái cell phone của mình, không có nhìn nhau. Và vì thế daily communication rất là quan trọng, rất là quan trọng. Dĩ nhiên không phải là chỉ nói cho người ta hiểu, cho người kia hiểu cái ý của mình thôi, mà mình có sự là cảm thông, nghe với sự cảm thông. Thì chúng ta biết rồi, học giáo lý thì bị hôn nhân rồi, các bác sĩ cũng đã nói rồi, có những cái quan trọng đối với phụ nữ quan trọng, nhưng mà đối với đàn ông thì chẳng quan trọng hay là ít quan trọng. Mà mình phải open my open cái những cái lỗ tai này ngay. Cứ mỗi ngày về mệt mỏi đến đâu rồi, em làm ơn nói cho anh cái gì ở sở cho nghe, anh làm ơn cái gì chia sẻ, rất là quan trọng. Và dĩ nhiên cuối một ngày thế nào cũng đòi hỏi một cái sự là tha thứ cho nhau. Không có ai là hoàn hảo cả, không có ai là hoàn hảo. Và vì thế cuối một ngày nhớ nói là forgive me, please forgive me, I apologize, I'm sorry. Những cái lời đó rất là quan trọng. Dĩ nhiên xin lỗi thôi không đủ, mà phải trong học giáo lý thì giấc lòng chừa nữa, mình phải thay đổi nữa, và cố gắng là người công giáo biết rồi, cuối một ngày ngồi lại với nhau trước bàn thờ Chúa để cảm ơn Chúa cho một ngày đã qua, rồi xin Chúa ban cho được sự bình an để đi ngủ ngày mai tiếp tục sống mới trong đời sống gia đình là quan trọng. Và vì thế ngày hôm nay ngày vui của Ruby, của Dan cũng như của hai gia đình, xin Chúa chúc lành ban ơn. Và nhớ ở đây ông giáo xứ có những người đã đi trước trong đời sống hôn nhân, có nhiều kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân. Và dĩ nhiên gia đình những người luôn luôn ủng hộ nâng đỡ cho đời sống, đừng có quên những người đó. Có những gì bất hòa, có những gì có khác biệt, có những gì khó khăn, tìm cách chia sẻ cho nhau trước, tìm cách sự giúp đỡ của gia đình, của những người giáo xứ rất là quan trọng. Không có ai có thể một mình tự túc tự cường trong đời sống của mình, cũng cần có nâng đỡ nhau sống nhé. Và xin Chúa chúc lành cho Ruby mọi sự được may lần. Xin Chúa tiếp tục ban ơn thánh hóa đời sống gia đình. Để rồi ngày hôm nay sau mừng 50 năm, 75 năm nữa, Chúa tưởng sống đến rất là quan trọng của đời sống gia đình. Dĩ nhiên biết rồi, cái sự chung thủy đối với nhau trong đời sống vợ chồng đó là một cái dấu chứng của tình yêu của Kitô hữu của thánh. Thế không phải là đời sống gia đình cho chính mình mà thôi, mà cho những người khác, cho những người xung quanh biết rằng sống chung thủy gia đình là có thật và có thể có được nếu như chúng ta biết
cố gắng hy sinh cho nhau, cố gắng cải thiện đạo đức sau của chúng ta nhé. Đủ chưa? Nếu đủ rồi thì đừng lên. Anh Trương Đan nhận em Trần Ngọc Ruby làm vợ và hứa sẽ giữ một lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Trần Ngọc Ruby nhận anh Trương Đan làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi bệnh hoạn cũng như lúc gian nan cũng như lúc mà mạnh khỏe. Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương anh mỗi ngày suốt đời em. Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con đã tỏ bày trước mặt Hội Thánh. Và xin đoái thương đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người cũng được phân ly. Amen. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này mà hai người trao cho nhau để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành. Em Trần Ngọc Ruby, em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu của anh đối với em và lòng trung thành của anh, nhân dân cha và con và thánh thần. Em. Anh Trương Đan, xin hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân dân cha và con và thánh thần. Vào. Và giờ đây thay mặt chính quyền của bang Texas cũng như giáo hội xin công bố bà và anh chị em thân bằng huyết thống. Đây gia đình anh Đan Trương và chị Ruby Trần. Lạy Cha là Thiên Chúa hàng hữu, để mặc khải chương trình yêu thương của Cha, Cha đã lấy tình yêu phu phụ làm biểu hiện giao ước Cha sẽ ký kết với dân riêng. Nhờ như vậy, nhờ sống đầy đủ ý nghĩa của bí tích hôn nhân, đôi tân hôn diễn tả được bầu nhiệm Đức Kitô kết hợp với Hội Thánh. Vậy giờ đây, xin Cha giơ tay quy quyền Cha chở phù trì anh chị Đan Trương và Ruby Trần. Lạy Cha xin cho hai người vừa cùng nhau cử hành bí tích hôn nhân, biết chia sẻ cho nhau nhiều hồng ân và vì được yêu thương Cha đã ban tặng. Và khi người này tỏ cho người kia thấy mình là dấu chỉ sự hiện diện của Cha, thì cả hai được nên ý hợp tâm đầu. Xin Cha cũng cho họ biết tự tay nuôi sống gia đình họ vừa gây dựng, biết giáo dục con cái theo tinh thần phúc âm, hầu chuẩn bị cho chúng mai sau được nhận vào gia đình Cha trên trời. Xin Cha tu bổ phúc lành xuống trên chị Ruby Trần, giúp chị biết chu toàn nghĩa vụ làm vợ và làm mẹ, biết trau dồi tiết hạnh, lấy tình yêu thân thiết và làm cho gia đình ngày thêm ấm cúng, lấy khả ái hiền hòa làm rạng rỡ gia phong. Xin Cha cũng cho anh Đan Trần muôn ân phúc bởi trời, giúp anh chu toàn một cách xứng đáng nhiệm vụ của một người chồng trung thủy và một người cha tài đức khôn ngoan. Lạy Cha chi thánh, xin cho hai người vừa thành hôn trước mặt Cha đang khao khát tiến lên bàn thánh, mai ngày được hân hoan dự tiệc nước trời. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy đến lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con đây, nhưng xin nhìn thấy đức tin của Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho một thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Vui mừng, rất vui mừng. Xin toàn thể quý vị
và gia đình cũng sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Ruby và Đan Trương được mãi mãi bền vững trong ơn gọi đời sống công giáo. Một đời sống mà tất cả những ai thiết tha với ơn gọi này đều phải cố gắng hết. Cũng xin cho hai con cháu của chúng ta được thật sự bền vững, trung kiên trong đời sống công giáo. Như lời cầu nguyện của ca đoàn Trinh Vương hôm nay, xin cho em được ánh sáng mãi mãi là ánh sáng niềm tin vào Chúa Kitô, và xin cho em cũng thơm mát ân tình Chúa và ân tình con người với nhau. Xin thành thật cảm ơn, và một lần nữa chúng con xin được đại diện cho hai cháu hôm nay, đại diện cho tất cả gia đình. Xin cảm ơn cha chủ tế, thầy phó tế, và xin Chúa luôn luôn ban trợ người được sức khỏe, tinh thần và vật chất để hướng dẫn và xin Chúa. Cũng một lần nữa xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn đã hy sinh ngày thứ bảy hôm nay để cùng đến đây quanh bàn thờ tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta, Thiên Chúa tình yêu. Cảm ơn cộng đoàn hôm nay cũng đã ca những bài ca tiếng hát tuyệt vời để dâng Thiên Chúa cầu nguyện cho hai em hôm nay nữa. Xin thành thật cảm ơn. Và để bày tỏ lòng biết ơn, lòng hiếu thảo với cha mẹ, xin mời cô Lô và chú rể tặng hoa cho cha mẹ. Cảm ơn. Nhau để
với nhau, cố gắng cùng với nhau yêu. Và giờ đây xin mời bà anh em và mọi người đây chúng ta có phần đặc biệt cho đôi cặp đôi. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng ban cho Đen Trương và Ruby trần niềm vui của người và được phung thay Chúa ban phúc lành cho con cái. Amen. Xin Đức Giêsu Kitô là Con một của Thiên Chúa nói thương phụ giúp Ruby và Đen Trương khi tình thương cũng như lúc gian nan. Amen. Xin thánh thần của Thiên Chúa hằng tu đổ tình thương của người xúc lòng đôi tân hôn. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và thánh thần báo phúc lành cho anh chị em. Amen. Và giờ đây theo truyền thống đôi tân hôn sẽ đến bàn thờ mẹ để bắt đầu hành trình yêu gia đình trong sự nhớ cha của mẹ. Thank you.
attention to the doors at this time as we welcome in the room the bridal party. Starting with, in a round of applause, ladies and gentlemen, a two win and a Philip Lee. Round of applause for two win and a Philip Lee. And ladies and gentlemen, in a round of applause, the maid of honor and best man, Yang Tran, escorted by Philip Nguyen. Once again, Yang Tran coming in the room, escorted by Philip Nguyen, the best man and maid of honor. And at this time, ladies and gentlemen, please come to your feet and welcome for the very first time in the room as husband and wife, the newly Mr. and Mrs. Ruby and Dana Troy. All your perfect imperfection.
Thank you.
các tấm bằng chồng. Nay hai ngày vui của hai cháu, ông chơi hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Hôm nay nhân ngày vui của hai cháu, cầu mời phát xin đại diện cho bàn số 1 này gửi đến từ cháu chút quà để gọi là chúc mừng ngày cưới của hai cháu, và sau nữa là chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Talk to them. I think that it's absolutely wonderful occasion. I hope that the Lord blesses you starting now through every day and every moment of your marriage. It'll be long and wonderful. Thank you. And I know that He'll carry you through challenging times as well as the good ones. Thank you. It was an amazing wedding and a really enjoyable reception. Thank you. And so much fun. Thank you for inviting us. Tôi xin đại diện cho hai cho các bạn này nhé. Xin chúc mừng cho hai gia đình. Một bên thì được rể hiền, một bên thì được dâu thảo ha. Thôi thì chúc cho hai cháu nghĩa là tất cả những cái gì tốt đẹp nhất của ngày hôm nay về và mãi mãi sau này các cháu luôn luôn ghi nhớ nha. Cần nhất các cháu phải có lòng trung thành, hơn nữa không có lòng trung thành thì không có gì bằng tình mến thương. Thì ở đời này chỉ có mến thương và trung thành là cuộc sống hôn nhân kéo dài mãi mãi. Chúc hai cháu chọn đời hạnh phúc. Đây là cái món quà mà của ban hôm nay để gửi mừng hai cháu và chúc hai cháu coi như là luôn luôn hạnh phúc. Ok, cảm ơn chồng. Mười lăm năm rồi, bây giờ mới gặp lại, rất vui mừng. Hồi xưa thì nó không biết yêu, nhưng bây giờ biết yêu rồi, vậy yêu nhiều hơn nữa. Dạ vâng, nhất định. Chúng tôi cũng xin đại diện cho tất cả quý vị ở đây là cảm ơn hai cháu, cảm ơn ông bà và toàn thể gia đình đã hôm nay thật hẹp, hôm nay cũng là ngày vui mừng lắm và đã có các cái tổ chức. Xin chân thành cảm ơn. Các cháu đã nói rồi cho nên bây giờ chỉ tóm tắt lại là đúng vậy. Nhắc lại là đời người như một con thuyền, cứ trồng trành trên một dòng sông, phải cố gắng quý mến nhau, bắt tay nhau, chứ không phải là nó vui mừng hết đâu. Vâng, cảm ơn nhé. Và đây là các bác có một chút quà đây. Và mừng là thân cháu. Cảm ơn bác. Cảm ơn. Cô là cô của cháu, cô đại diện cho Kim Tầm này, em của cô, với lại tất cả các cháu đại diện trong cái đàn này để mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Con cảm ơn cô. Thank you.
Rồi trước hết là cụ xin chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc dồi dào sức khỏe. Thì không biết nói gì, chúc cho mấy con được rất là con cảm ơn em đi. Ok bước rồi. Mời rồi rồi mời uống mấy nước rồi. Ok uống mình rồi xin mời vô mấy cao làm thứ ba thì vô. Đại diện cho các anh chị và các bạn ở đây thân chúc hai cháu ngày hôm nay rất là đặc biệt, và chú đến đây chú rất là vui là vì chú biết cả hai cháu. Bao nhiêu năm nay chú biết Đan là mười mấy năm rồi mà chú mới biết con, nhưng mà chú biết Tiến là cũng 20 năm. Thành thử đây ngày hôm nay rất là đặc biệt cho chú. Chú chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh gái, giữa đừng có đặt sanh. Dạ, nhất định nhất định. Cảm ơn chú. Đến đây có món quà nhỏ nhỏ để hai cháu để đi vacation. Dạ vâng. Honeymoon. Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Do it right. Do it right. Ok, let's cheer everybody. Cheer, 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 cheer. Cảm ơn chú. Hôm nay là ngày vui hai em. Anh đại diện ở bằng này chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc. Dạ, yeah, cảm ơn. Dạ, ok. Thank you, cảm ơn. Ok. Cảm ơn. Quay, 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 chưa, 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 chưa. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Tình á, lúc nào cũng đầy tim, mà tiền thì đầy túi. Thank you cô, này con xài từ từ đó. Các chị, các chị xài. Cảm ơn cô nha, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Kéo lên cái ống nó sát cái đáy rồi đâu có được chưa. Okay.
Lớp Tân Tòng và thầy Thư, cô Mai Lộc và những người yêu thương Ruby và Dan Trần và lớp Điều Tòng và Tân Tòng ở Đức Mẹ của Giúp rất là vui vẻ và cầu mong cho hai em được nhiều ơn Thiên Chúa và sống bên nhau đời đời mãi mãi. Cảm ơn tụi em rất nhiều đã rất hân hạnh ở đây với các em. Cảm ơn em. Tonight.
married in August 20, so she really is the right girl for you guys. Now, we're gonna keep the bride and groom on the dance floor, because today, on their first day as husband and wife, they are on a mission. Mr. and Mrs. Troon. See you guys. Come on. Come on here. Come on here. Superman. Let's get all the Superman on the dance floor. Are you ready? Single man, make some noise. We're gonna count this off. On a three. Are you brave enough? Are you strong enough? Are you the right guy for the job? Speakers up.